Mũi tên xuyên tim. Ồ, kia chẳng phải Erik, anh bạn thợ săn của mình hay sao? Cậu ấy chuẩn bị có một mẻ lớn. Mình phải trốn tạm vào đây, xem cậu ta làm gì mới được. Lũ nhóc ham ăn, chạy đâu cho thoát cơ chứ. Không có con sẻ nào chạy thoát được tấm lưới lớn của mình. Lần này quả không phụ công mấy hôm nay rình rập sớm khuya. Mừng cho cậu Erik, hôm nay được cả mẻ chim sẻ lớn thế này cơ mà, cũng phải được đến gần 50 chú chứ nhỉ. Ồ, à là đó ư, cậu đi qua đây bao giờ vậy? Tớ đi ngang qua đây được một lúc rồi mà không dám đánh động, chỉ sợ lũ chim sẻ của cậu thoát mất. Hôm nay cũng được kha khá, tầm này mang ra chợ bán cũng đủ ăn được mấy ngày. Sao cậu không đi bẫy chim sẻ cho khỏe, cứ phải đi tới những nơi núi đá trèo leo săn đại bàng chi cho nguy hiểm. Đôi khi mạo hiểm chính là thử thách của người cung thủ tài ba. Nhà tớ mấy đời nay đã làm nghề săn đại bàng này, nó ngấm vào máu thịt. Tớ cũng rất hào hứng khi săn được loài vua của các loài chim. Lũ đại bàng đang kiêu hãnh ở trên bầu trời sẽ bị tớ hạ gục. Hơn nữa, cậu không biết đấy thôi, nhiều người đi săn rất muốn mua đại bàng với giá rất cao, vì chúng có thể huấn luyện để trở thành loài săn thú rất cư. Vậy ư, tớ quanh năm chỉ đi săn mấy con chim nhỏ bé thế này nên chẳng biết những điều ấy. Nghề săn đại bàng này thú vị lắm Erik à. Nhiều khi nắng mưa không quản, nguy hiểm trình rập, nhưng đến khi cậu cầm thú thấy một chú đại bàng dũng mãnh thì cảm giác thật tuyệt. Ôi trời ơi, xem những mũi tên của cậu kìa, chúng được gắn những sợi lông vũ mới đẹp làm sao. Cậu có nhận ra điều gì đặc biệt không Erik? Một sợi lông đại bàng, chà đẹp ghê. Gần đây tớ bắt đầu sưu tập những mũi tên gắn lông đại bàng. Loại này là loại mới, tớ rất muốn thử nghiệm độ sắc bén cứng cỏi của nó thế nào. Đại bàng vốn là loài chim quyền lực, mũi tên gắn lông loài này càng thể hiện được những chiến công và thành tích của tớ. Nghe đồn kỹ năng cung thủ của cậu rất tài, để xem nào, hôm nay hẳn là tớ sẽ được chứng kiến tận mắt cảnh một con đại bàng gãy cánh dưới mũi tên của cậu như thế nào. Cậu cứ thổi tớ lên thay vậy làm tớ ngại quá. Phải có sức mạnh và sức bền tốt mới ngày ngày cùng leo lên những ngọn núi này nhanh thoát thoát được Alana. Đi nhiều đường quen ấy, nếu cậu không có sức khỏe làm sao có thể chinh phục được vua của các loài chim. Cậu tìm một chỗ nấp an toàn đi. Mục tiêu của tớ đến rồi, cậu lặng im quan sát nhé. Được bay lượn tự do giữa thảo nguyên bao la thật là hạnh phúc. Ùa mình vào những đám mây, ngắm nhìn đất trời rộng lớn, tất thảy mọi vật đều dưới sải cánh vĩ đại của loài chim đại bàng ta. Trúng rồi, vết thương chí mạng. Con đại bàng kia sẽ sớm rơi xuống đây thôi. Tuyệt quá, với khoảng cách xa như vậy mà cậu ngắm bắn một mũi sát thương. Cậu quả thật là một cung thủ kỳ tài đấy Alan, lần này không phải tớ quá khen đâu. Gì đây, mũi tên gắn lông chim. Định mệnh ác nghiệt làm sao, bắt ta chơi theo cách này chứ. Và ác nghiệt hơn, khi mũi tên kết liễu ta đã được trang trí bằng những sợi lông thuộc về đồng loại của ta. Họ đang chờ để bắt ta, nếu ta rơi vào tay họ thì kết cục ai cũng có thể đoán trước. Ta là vua của các loài chim, loài đại bàng kiêu hãnh và cứng cỏi có thể chết, nhưng ta sẽ chọn cách chết của riêng mình. Hình như con đại bàng vẫn còn sức, nó cố bay liền ra chỗ khác. Không rơi thì phải, không thể. Mũi tên làm bằng lông đại bàng sắc nhọn, sắc bén vô cùng, với vết thương chí mạng đó nó không thể thoát được. Các ngươi đừng hòng chờ đợi ta vô ích, ta sẽ dùng chút sức lực cuối cùng để rơi xuống vực sâu. Ta không muốn lọt vào tay thợ săn để làm hại thêm bất kỳ đồng loại nào nữa. Sống trên đời đừng trao cho kẻ thù phương tiện hủy diệt mình. Tiếc quá, chuột mất con mồi ngon rồi. Hình như con đại bàng cố tình rơi xuống vực thì phải. Lần đầu tiên tớ thấy chuyện này. Tiếc quá, tớ đang cần những sợi lông đại bàng để làm thêm những bộ cung tên khác. Nhà hàng xóm.
trông rất là vô duyên. Lại định chè chén đây mà, rõ là chả ra sao. Vô. Chào bác sĩ, có chuyện gì vậy? Dạ thưa bác sĩ, mẹ tôi chuẩn bị được bác sĩ mổ thoát vị đĩa đệm. Chắc lại định nhờ vả gì đây? Hóa ra bệnh nhân tôi sắp phẫu thuật là bà cụ nhà ông. À vâng, rõ là may quá. Chẳng gì thì bác sĩ cũng là hàng xóm láng giềng. Có gì... Này, ông nói thế đâu có được. Sao lại đưa chuyện hàng xóm ra ở đây? Tôi làm việc có nguyên tắc bệnh nhân ai cũng như ai. Ông nói thế, nhớ người khác nghe được là tôi mang tiếng đấy. Tôi không có ý đó, chỉ là muốn nhờ bác sĩ... Thôi thôi, tôi sẽ làm hết trách nhiệm và khả năng của mình. Ông cứ yên tâm, giờ tôi cần chuẩn bị cho ca mổ. Vâng, vậy tôi xin lỗi. Chào bác sĩ. Có chuyện gì thế nhỉ? Ai kia? Trông như... Phải mau đưa bác vào viện đã. Chuyện gì thế không biết? Bác Đức, bác Đức. Trời ơi, sao giờ bác mới về? Cậu Bảo, con trai của bác, hôm nay mà không có bác Nam thì nguy rồi. Sao? Thằng Bảo nhà tôi làm sao? Mà bác Nam nào hả bà? Bác Nam nhà đối diện nhà bác chứ còn bác Nam nào nữa. Con của bác bị bọn thanh niên xấu chặn đường, cướp xe máy. May mà có bác Nam xông vào cứu, nếu không thì... Thằng Bảo không sao, được đưa về nhà rồi. Nhưng bác Nam thì bị bọn chúng đánh bị thương khá nặng đấy. Thôi, bác về qua nhà một tí, rồi vào viện xem tình hình bác Nam ra sao nha. Vâng, tôi sẽ vào ngay. Vài hôm sau, nhờ trời, bác được bình phục thế này, tôi mới bớt dằn vặt. Nếu không có bác thì cháu Bảo nhà tôi gặp nguy rồi. Tôi không biết phải cảm ơn bác thế nào mới phải. Cũng chỉ bị thương ngoài da thôi mà, ơn huệ gì bác. Ai thấy vậy mà chẳng lao vào. Huống hồ lại là con em hàng xóm. Bác công việc bận rộn, hiếm khi ở nhà, nên không biết tôi đấy thôi. Chứ tôi thì sao lại không biết bác với cậu Bảo. Vâng, tôi đáng trách quá. Tôi cư xử với hàng xóm láng giềng sơ sót và vô tâm quá. Bác bỏ qua cho tôi nha. À, mà cái hôm bà cụ vào viện, tôi có lỗi với bác quá. Thôi, chuyện đã rồi, bác nhắc lại làm gì. Cũng tại tôi suy nghĩ không thấu đáo. Bác sĩ làm thế cũng phải, công tư phải phân minh. Vậy mà bác không chấp, còn liều mình cứu cháu. Bác thật là người nhân hậu. Bác chớ nói vậy làm em xấu hổ. Chuyện vặt mà bác. Nhà tôi với nhà bác cách nhau chưa đến chục mét, mà mất mấy năm trời mới nói chuyện với nhau được. Tôi... Thôi, bỏ qua hết đi ạ. Hôm nào tôi khỏe lại, mời bác sang nhà tôi chơi. Chúng ta phải nhậu một bữa ra trò. Cảm ơn bác, nhất định tôi sẽ sang. Chú chó kia. Con chó vàng kia đáng yêu quá. Ngoan nhé. Không biết con kỳ kỳ đâu rồi. Kia là ai? Sao lại ôm con kia của mình thế nhỉ? Ai cho cậu ôm con kia của tớ? Mà bỏ ra. Tớ... Mày có sao không kia? Từ sau mày không được đi chơi với người lạ nữa nhé. Nhỡ mày bị bắt thì tao sẽ buồn lắm đấy. Bố mẹ mua cho con một con chó được không ạ? Thôi con à, bây giờ mua một con chó cũng không rẻ. Huống hồ nhà mình thế này làm gì có chỗ mà nuôi chó con. Nhưng... Vâng ạ. À.
đừng sợ, tao đến cứu mày đây. Ổn rồi, mày sẽ không sao đâu. Mình có nên nuôi con kỳ này không nhỉ? Mấy hôm nữa nhà mình sẽ đi chỗ khác, chắc không ai biết chuyện này đâu. Mày nằm tạm ở trong này nhé. Mấy hôm nữa tao sẽ xin bố mua cái lồng khác to hơn cho mày. Kỳ ơi, con kỳ đi đâu rồi? Cả ngày hôm nay không thấy nó. Chỉ cần mình để con kỳ trong này vài hôm, chắc cậu ấy sẽ không biết đâu. Liệu con kỳ có rơi xuống sông không nhỉ? Khôi, về nhà đi con. Chắc con kỳ bị lạc thôi. Biết đâu mai nó sẽ về thì sao? Hai hôm sau. Mày ở trong này cũng mấy hôm rồi, chắc khó chịu lắm. Ơ, con kỳ. Mày đây rồi, tao nhớ mày lắm. Mấy hôm nay mày đi đâu thế? Đây là con chó của cháu. Cho nó lại ở trên thuyền của cô. Đây là con chó của cháu à? Chắc là thằng cu Duy nhà cô giữ nó rồi. Thằng Duy nhà cô rất quý chó. Nó xin tiền mua một con chó, nhưng mà cô chú không cho, vì gia đình của cô không có điều kiện. Tình cờ hôm trước con chó này rơi xuống sông, Duy thấy vậy mới cứu nó lên. Thằng bé bảo với cô chú là con chó này vô chủ, nên xin cô chú cho nuôi nó. Cậu ấy nói dối, cậu ấy biết đây là con chó của cháu mà. Duy, lại đây con, hãy giải thích chuyện này rõ ràng cho mẹ. Con sao con lại nói dối bố mẹ? Con xin lỗi mẹ, chỉ tại con thích con kỳ nên mới nói dối. Duy này, dù con có quý con kỳ đến mấy thì con cũng không nên làm thế. Lấy một thứ của người khác mà không có sự cho phép của người đó là không tốt. Con mau xin lỗi bạn đi. Tớ xin lỗi. Lẽ ra tớ không nên giữ con kỳ của cậu. Cậu giữ con kỳ của tớ là không đúng. Nhưng vì cậu đã cứu con kỳ của tớ, nên tớ sẽ bỏ qua cho cậu. Lần sau đừng có như vậy nữa nha. Nếu cậu thích con kỳ như vậy, thì thỉnh thoảng hãy tới nhà tớ chơi. Tớ nghĩ chắc con kỳ cũng quý cậu lắm đó. Ừ, cảm ơn cậu. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.